Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã đồng hành cùng với IBC TV. Đến với phần tin tức chi tiết tiếp theo, hai vụ đánh bom làm 5 cảnh sát bị thương ở miền Trung Mexico. Và thứ năm thì các nhà chức trách cho biết hai vụ đánh bom ở miền Trung Mexico đã làm 5 cảnh sát bị thương. Một vụ nổ bom xe đã xảy ra tại thị trấn Acambaro trước một văn phòng lực lượng vũ trang làm 3 cảnh sát bị thương trong một vụ tấn công bất thường ở một trong những tiểu bang bạo lực nhất của đất nước. Các nhà chức trách cho biết vụ tấn công đã gây ra thiệt hại tài sản cho tòa nhà, 4 ngôi nhà lân cận và 7 phương tiện. Đồng thời, một vụ tấn công thứ hai đã được báo cáo nhằm vào một đội tuần tra cảnh sát ở Sierra Curo, cách Acambaro 30 km, tức là 18 dặm. Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất là 2 cảnh sát đã bị thương nghiêm trọng. Các nhà chức trách của cả hai thành phố đã thực hiện một hoạt động an ninh mạnh mẽ với sự hỗ trợ của các lực lượng tiểu bang và liên bang để tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công này. Cho đến nay thì chưa có vụ bắt giữ nào được thông báo. Tin tức liên quan đến tình hình tại Malaysia, cựu thủ tướng Malaysia ông Najib bị bỏ tù, xin lỗi về vụ bê bối 1MDB. Cựu thủ tướng Malaysia bị bỏ tù là ông Najib Radas đã lần đầu tiên xin lỗi về cách giải quyết vụ bê bối tài chính trị giá hàng tỷ Mỹ Kim của Quỹ Phát triển One Malaysia hay còn gọi là 1MDB trong diễn biến ngày thứ Năm tuần này. Mặc dù ông vẫn tiếp tục phủ nhận việc biết về bất kỳ khoản chuyển tiền bất hợp pháp nào từ quỹ nhà nước hiện đã không còn tồn tại nữa. Trong một bức thư do con trai của ông là Mohamed Nizar đọc tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, ông Najib, 71 tuổi, bày tỏ sự hối hận về cách giải quyết vụ bê bối 1MDB của mình. Ông viết trong bức thư như sau: "Trước hết, tôi đau lòng mỗi ngày khi biết rằng thảm họa 1MDB xảy ra dưới sự giám sát của tôi với tư cách là Bộ trưởng Tài chính và Thủ tướng. Vì điều đó, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân Malaysia." 1MDB do ông Najib đồng sáng lập vào năm 2009 khi ông còn là Thủ tướng, đã phải đối mặt với các cuộc điều tra ở ít nhất là 6 quốc gia, bao gồm có Hoa Kỳ và Thụy Sĩ, về cáo buộc biển thủ hơn 4.5 tỷ Mỹ Kim của các viên chức cấp cao của quỹ và những người có liên quan. Tòa án tối cao Malaysia vào thời điểm năm 2022 đã giữ nguyên phán quyết đối với ông Najib là có tội về tội tham nhũng và rửa tiền vì đã nhận bất hợp pháp khoảng 10 triệu đô la từ SRC International, một đơn vị cũ của 1MDB, tuyên án ông 12 năm tù. Bản án sau đó đã được giảm một nửa bởi Hội đồng Ân xá do cựu quốc vương Malaysia làm chủ tịch. Tuyên bố của ông Najib được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Malaysia trong kế hoạch ngân sách năm 2025 cho biết họ sẽ đề nghị một luật mới vào năm tới cho phép quản thúc tại gia như một hình phạt thay thế cho một số tội danh nhất định. Công ty Việt Nam bị Hoa Kỳ phạt 860.000 USD vì vi phạm chế tài về Triều Tiên. Một công ty đồ uống của Việt Nam vừa đồng ý trả khoản tiền phạt là 680.000 đô la Mỹ cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ sau khi bị phát hiện có các hoạt động kinh doanh vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài, gọi tắt là OFAC, của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 17 tháng 10 đưa ra thông báo rằng công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Beverage, một công ty đồ uống có cồn có trụ sở tại Việt Nam, đã đồng ý giải quyết trách nhiệm dân sự tiềm ẩn của các công ty con đối với 43 hành vi vi phạm rõ ràng quy định trừng phạt Triều Tiên của Hoa Kỳ. Quy định trừng phạt Triều Tiên cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ hỗ trợ xuất khẩu rượu và các mặt hàng khác sang Cộng hòa Nhân dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mục đích này, theo như Bộ Tài chính Hoa Kỳ, là để gây sức ép buộc chế độ của Triều Tiên phải dừng chương trình tên lửa hạt nhân của mình. 14 người phụ nữ Việt Nam được giải cứu khỏi hai ổ mại dâm ở tại Malaysia và Philippines. Các nhà chức trách tại Malaysia và Philippines vừa thực hiện hoạt động nghiệp vụ riêng rẽ và đã giải cứu 14 người phụ nữ Việt Nam bị bóc lột tại hai ổ mại dâm, báo giới tại hai nước này đưa tin. Theo Bernama và The Star, Cục xuất nhập cảnh Malaysia đã phá một đường dây buôn người và bóc lột tình dục ở thành phố Klang, bang Selangor, giải cứu 7 người phụ nữ Việt Nam tuổi từ 32 cho đến 45 vào hôm ngày 21 tháng 10. Cục cho biết trong một tuyên bố vào hôm ngày 23 tháng 10, được tờ báo Bernama và The Star dẫn lại, rằng cục này nhận được tin báo là các người phụ nữ bị giam hãm trong một tòa nhà thương mại. Họ bị đánh đập nếu không phục vụ khách. Tất cả những người đó nhập cảnh vào Malaysia với visa du lịch nhưng bị ép buộc phải bán dâm.
Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tham gia nghi lễ truyền thống của người Samoa. Vua Charles và Hoàng hậu Camilla của Anh đã tham gia một buổi lễ Ava truyền thống của Samoa vào hôm thứ Năm. Buổi lễ Ava là một nghi lễ quan trọng với người Samoa, trong đó thì đồ uống nghi lễ Ava hay là Kava như được gọi ở các vùng khác của Thái Bình Dương được chia sẻ giữa các viên chức và khách mời để đánh dấu một dịp quan trọng. Vua Charles và bà Camilla đã bay đến Samoa vào từ cuối ngày thứ Tư để thực hiện chuyến thăm kéo dài 3 ngày sau chuyến công du kéo dài 6 ngày đến Úc. Tại Samoa thì ông sẽ được trao danh hiệu tù trưởng cấp cao và tham dự hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia khối thịnh vượng chung, được gọi là hội nghị các nguyên thủ quốc gia khối thịnh vượng chung. Vua Charles là người đứng đầu mang tính biểu tượng của khối thịnh vượng chung và CHOGM sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo và viên chức từ 56 quốc gia có nguồn gốc từ đế chế Anh. Kính thưa quý vị, bản tin vừa qua cũng đã tạm chấm dứt chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều ngày hôm nay của đài truyền IBC TV. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đồng hành. Xin gửi cảm ơn đến với tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình tin tức của đài. Và xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe, Workers Comp, Annuity, Retirement Account, 401k, Vault Rollover. Quý vị có thể gọi cho BNT Insurance tại số phone 714-531-3100, khu Bosa, Westminster, California, Gavi Avenue, South Amante, California 626-999-5865 và Valley Boulevard, San Gabriel, California là 626-570-0342. Và quý vị cũng đã biết là tại hiện tại thị trường bảo hiểm đang rất biến động, giá cả leo thang rất nhiều và rất nhiều policy cũng không được renew. Quý vị xin hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí cho tất cả những hình thức bảo hiểm và quỹ về hưu mà quý vị cần trong cuộc sống. Chúng tôi xin tạm dừng tại đây và kính chúc cho quý vị có một buổi chiều vô lượng an lạc.